Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kinh tế Trung Quốc sụt giảm bởi sự độc đoán chuyên quyền gia tăng, bài học cho Việt Nam. Lâu nay, giới phân tích kinh tế tài chính thế giới có quan điểm chung gần như tuyệt đối về đánh giá những thành tựu phát triển đáng kinh ngạc của nền kinh tế Trung Quốc sau gần 40 năm, mà thể chế chính trị độc đảng ở Trung Quốc được xem là một lợi thế. Vào năm 1978, Trung Quốc áp dụng phương châm thực dụng của Đặng Tử Bình rằng mèo trắng, mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột. Với phương châm thực dụng này của họ Đặng, đất nước Trung Quốc dường như được thổi vào một luồng sinh khí mới. Chỉ sau gần 30 năm từ một quốc gia nghèo đói, ăn không đủ, vậy mà Trung Quốc đã vươn lên nhanh chóng và trở thành một cường quốc kinh tế, bám sát nền kinh tế của Hoa Kỳ. Mức độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc liên tiếp trong nhiều chục năm luôn ở mức 9% mỗi năm. Nhiều năm có thành tích tăng trưởng ở mức hai con số. Điều đó đã thay đổi nhanh chóng bộ mặt và vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. Thậm chí cách đây chưa lâu, nhiều chuyên gia kinh tế danh tiếng vẫn lạc quan đánh giá kinh tế Trung Quốc đang đuổi kịp, thậm chí sẽ vượt Mỹ. Bài báo trên trang The Economist. Vậy mà The Economist vào ngày 24 tháng 8 có bài viết rằng tại sao nền kinh tế Trung Quốc sẽ không thể phục hồi? Khi cho rằng một chính quyền của Trung Quốc ngày càng chuyên quyền và độc đoán đang phạm phải những sai lầm rất nghiêm trọng. Bài viết đưa ra kết luận đáng ngạc nhiên, khác hẳn với những đánh giá của giới phân tích từ trước đến nay, bởi lâu nay người ta vẫn cho rằng thể chế chính trị độc đảng và sự chuyên quyền của chính quyền Trung Quốc là một lợi thế, thậm chí là một nhân tố quyết định không thể thiếu trong sự thành công của kinh tế đại lục từ năm 1979 cho đến nay. Cũng bởi từ sau khi Bắc Kinh quyết định đưa Trung Quốc hội nhập vào kinh tế thế giới vào năm 1978, ngay sau đó không lâu, Trung Quốc đã trở thành câu chuyện huyền thoại. Bởi sự tăng trưởng ngoạn mục nhất trong lịch sử đã đưa gần 800 triệu người Trung Quốc thoát khỏi đói nghèo. Vào thời điểm năm 1990, sức sản xuất của Trung Quốc chỉ bằng 1/10 so với Mỹ. Vậy mà vào năm 2020, nền kinh tế của Trung Quốc đã có quy mô tương đương với 3/4 nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng giờ đây, nền kinh tế Trung Quốc đang có những dấu hiệu đáng báo động. Theo tờ báo The Economist, vào cuối năm 2022, sau đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đã quyết định từ bỏ chính sách Zero Covid mà Bắc Kinh vẫn kiên trì theo đuổi từ khi bùng dịch. Vì họ nhận ra rằng đó chính là nguyên nhân khiến cho việc chống dịch thất bại. Tuy nhiên, đáng lẽ nền kinh tế Trung Quốc quay trở lại con đường tăng trưởng như trước đó, thì nay mọi chuyện đã khác xưa. Sự sụt giảm bất thường của nền kinh tế Trung Quốc sau đại dịch COVID-19. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cả năm ước tính sau quý 2 năm 2023 chỉ còn có 3,2%. Đây là con số gây bất ngờ và là nỗi thất vọng to lớn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cụ thể, chi tiêu của giới tiêu thụ, đầu tư kinh doanh và xuất khẩu đều giảm, và trong khi đó phần lớn thế giới phải chống chọi với tình trạng lạm phát quá cao, thì Trung Quốc gặp phải vấn đề ngược lại với thế giới là giảm phát. Một số chuyên gia kinh tế thế giới đã đưa ra cảnh báo rằng nếu Trung Quốc để tình trạng giảm phát kéo dài sẽ làm cho nền kinh tế Trung Quốc thụt lùi và tăng trưởng âm. Trung Quốc đã và đang phải chịu rất nhiều vấn đề sâu sắc hơn về các việc liên quan đến các quy luật kinh tế thường thấy, mà nguyên nhân của nhiều thách thức đối với nền kinh tế Trung Quốc hiện nay xuất phát từ việc hoạch định chính sách kinh tế đang trở nên tồi tệ hơn sau khi ông Tập Cận Bình theo đuổi chính sách tập trung mọi quyền lực theo lối tập quyền độc đoán. Điều đó thể hiện trong đại dịch COVID-19, Trung Quốc kiên định với chính sách chống dịch độc đoán Zero Covid. Sự trái quy luật này cũng là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế nước này. Giới phân tích còn chỉ ra những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy ông Tập Cận Bình tin rằng Trung Quốc phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột kinh tế và rất có thể là cả quân sự kéo dài với Hoa Kỳ. Đó là lý do trước, trong và sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, ông Tập Cận Bình đã tập trung mọi quyền lực vào tay cá nhân mình và thay thế các nhà kỹ trị bằng những người kém năng lực hơn nhưng trung thành với chế độ cũng như với cá nhân ông ta. Nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng. Vẫn theo tạp chí The Economist, các lãnh đạo phương Tây lâu nay tin rằng kinh tế Trung Quốc phát triển sẽ kéo theo và thúc đẩy giá trị dân chủ cũng như quyền tự do cá nhân ở nước này.
nhưng trên thực tế nó không phải như người ta đã lầm tưởng. Câu hỏi liệu chế độ chuyên chế độc đoán có gây thiệt hại cho nền kinh tế hay không? Với Trung Quốc, câu trả lời chắc chắn là có. Rõ ràng, sau 4 thập kỷ tăng trưởng chóng mặt, Trung Quốc đang bước vào thời kỳ suy giảm. Tương tự ở Việt Nam, với xu thế kinh tế tăng trưởng, thì chính quyền Hà Nội càng siết chặt các quyền tự do cá nhân, cấm đoán các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự. Bất chấp quy luật của các quốc gia phát triển, phải đặt trên 3 trụ cột chính là nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường hoàn chỉnh và sự hoạt động rộng khắp của các tổ chức xã hội dân sự. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, chính quyền đã và đang trấn áp, triệt hạ thẳng tay các cá nhân tổ chức xã hội dân sự đang nỗ lực thúc đẩy cho sự phát triển của đất nước. Việc hàng loạt các tổ chức xã hội dân sự hoạt động trong lĩnh vực như môi trường đã bị đóng cửa. Lãnh đạo các tổ chức này bị khởi tố, bị bắt giam với tội danh ngụy tạo như trốn thuế là bằng chứng. Cùng với việc nhà nước cảnh sát ở Việt Nam đàn áp không khoan nhượng đối với hàng loạt người lên tiếng hay đấu tranh cho vấn đề dân chủ, nhân quyền, họ đã bị bắt giam, bị truy tố những bản án nhiều năm tù theo các điều luật mập mờ như 331, 117 Bộ Luật Hình Sự năm 2013. Điều đó cho thấy chính quyền Hà Nội đang dùng quyền lực của Đảng để xóa bỏ sự cởi mở vốn dĩ đã có ít ỏi trước đây, để gia tăng sự độc tài toàn trị tại Việt Nam. Họ hãy nhìn sang Trung Quốc để rút ra bài học, vẫn còn chưa muộn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Kinh tế Trung Quốc sụt giảm với sự độc đoán chuyên quyền gia tăng, bài học cho Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin trước Hội nghị Trung ương 8, vì sao Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn chưa được yên? Sinh mệnh chính trị của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chênh vênh theo sự trồi sụt của nền kinh tế và những bất ổn trên nội bộ đang có vẻ không tốt đẹp. Một bài phân tích của báo tài chính Bloomberg ra vào ngày 28 tháng 8 đề cập những dấu hiệu về đấu đá nội bộ ở chính trị thượng tầng lãnh đạo Việt Nam cho biết như trên. Tờ báo Bloomberg cho rằng những bất đồng về quan điểm trong ban lãnh đạo của Việt Nam hiện nay giữa các phe cánh trong nội bộ đảng không có dấu hiệu thuyên giảm. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính, người đứng đầu cơ quan hành pháp và người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bloomberg cho rằng sự hành bại của kinh tế Việt Nam có ảnh hưởng tới sinh mệnh chính trị của ông Phạm Minh Chính, đường kìm Thủ tướng. Trước cái tình thế chênh vênh của ông ta hiện nay có một số vấn đề đáng lo ngại. Tổng Bí thư khẳng định rằng trốn không được đâu. Ông Chính đã ra lệnh cho Ngân hàng Trung ương nới lỏng việc cấp phát tín dụng cũng như hạ lãi suất căn bản tới 5 lần kể từ đầu năm tới nay với nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng tới 9% trong 6 tháng cuối năm này. Việc Thủ tướng thúc ép quá đáng này đã khiến cho Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có phản ứng công khai. Trong khi ở Việt Nam, Phó Thống đốc tương đương cấp bậc Thứ trưởng, tức là thuộc cấp của ông Thủ tướng. Giới phân tích chỉ ra rằng rất có thể Tổng Trọng thông qua cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay là Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng cố tạo ra áp lực lên ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính theo lối chơi đòn cần não ông Thủ tướng. Thực ra bất đồng giữa phe chính phủ và phe đảng không phải là mới, mà là vấn đề đáng chú ý mang tính hệ thống, xuất hiện từ nhiệm kỳ Tổng Bí thư đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội lần thứ 11 vào năm 2011. Khi đó, mâu thuẫn giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người giữ cương vị Thủ tướng từ năm 2006 và Tổng Trọng rất sâu sắc. Không biết mâu thuẫn này có phải xuất phát từ phát biểu của ông Ba Dũng tỏ ý coi thường đối với ông Trọng rằng anh Trọng tuổi đời hơn tôi, nhưng tuổi ủy viên Trung ương và Bộ Chính trị thì anh Trọng kém xa. Nghĩ cũng không sai vì Ba Dũng là ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết từ khóa 6 năm 1986, ủy viên Bộ Chính trị từ khóa 8 năm 1996, trong lúc ông Trọng được bầu bổ sung là vé vớt vào Trung ương khóa 7 năm 1994 và được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 8 năm 1997.
nhưng đó là tin hành lang, còn việc ông Tổng Bí thư Trọng luôn có thái độ kèn cựa không chỉ với chính phủ của Ba Dũng mà cả với chính phủ của Bảy Phúc hay hiện nay là chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Tin từ Nhà Đỏ cho biết ông Trọng thường nói với tay chân Tâm Phúc rằng chính phủ nắm ngân sách, tiền nhiều, đảng không cần quản chặt, họ sẽ làm loạn và coi thường sự lãnh đạo của đảng. Nghe ra cũng có lý và có lẽ đó là lý do để ông Trọng luôn kèn cựa với bên chính phủ. Nhưng ông Phạm Minh Chính, cựu trưởng ban tổ chức Trung ương, lại vốn là người của đảng, nhảy một bước sang ghế thủ tướng chắc chắn phải được sự đồng thuận của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hơn nữa, ông Chính còn là phó trưởng ban tiểu ban nhân sự đại hội lần thứ 13, cánh tay phải trong công tác nhân sự của ông Tổng Bí thư. Vậy mà đến nay, Thủ tướng Chính cũng đang liêu xiêu, bất an, bởi ông Tổng Trọng không giấu giếm mục tiêu hất ông Thủ tướng Chính ra khỏi cái ghế ông đang ngồi. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính. Theo tờ báo Bloomberg, hai ông phó thủ tướng của ông Chính đã bị đánh văng ra ngoài, bao gồm Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, từ cuối năm ngoái. Đến đầu năm nay thì ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bị thôi chức vì ông này, tức là ông Phúc, là một trong những người đang nhòm ngó cái ghế Tổng Bí thư mà Nguyễn Phú Trọng, nay đã 79 tuổi, lại bệnh tật sắp phải về vườn. Điều đó cho thấy bất kỳ đồng chí nào trong đảng hễ dắp tâm dòm ngó chiếc ghế của Tổng Bí thư rồi cũng sẽ phải ra đi. Trước đó là ông Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, Trần Quốc Vượng và mới đây là ông Nguyễn Xuân Phúc, cũng như sắp tới khả năng rất cao là ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Theo phân tích của chuyên gia Lê Hồng Hiệp tại Viện Nghiên cứu ở Singapore, người từng là cựu quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận định rằng họ phải đạt được sự đồng thuận khi chọn người kế nhiệm, nên có lẽ họ phải loại bỏ bất cứ ai chống lại người được ông Trọng lựa chọn, tức là kế vị. Ông Hiệp còn nói thêm rằng một số đảng viên cấp cao, có lẽ là Vương Đình Huệ, muốn ông Chính bị hất cẳng, vì nếu ông ấy vẫn còn ngồi đó, ông ta có thể là chướng ngại vật cho ông Huệ. Những điều vừa liệt kê trên cũng là của ông Nguyễn Phú Trọng, nỗ lực thúc đẩy cơ quan thuộc đảng và chính phủ phải giáo giết truy bắt cho bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC kể từ giữa năm 2022. Được biết, trước Hội nghị Trung ương thứ 7 khóa 13 tháng 5 năm 2023, khi tiếp xúc cử tri đề cập đến những vụ án tham nhũng tồn tích từ lâu và nhiều nghi can bỏ trốn, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng trốn cũng không thể trốn được. Phiên tòa xét xử vụ IC. Tuy nhiên, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 13, thế cuộc đã thay đổi và đến nay Tổng Trọng hậm hực vì tuyên bố mạnh mồm trước đây đã không thành hiện thực, bởi Thủ tướng Phạm Minh Chính cứng hơn cũng phải nói thêm rằng bà Nhàn IC đang được cho là em gái mưa của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, thậm chí hai người được cho rằng còn có con gái chung đang định cư tại Anh Quốc. Trong bài viết của tờ báo Bloomberg có chi tiết, ông Võ Văn Thưởng, một ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất, mới 52 tuổi, người thay thế ông Phúc, nhiều phần sẽ là kẻ đứng đầu danh sách thay thế Nguyễn Phú Trọng tại đại hội lần thứ 14 đầu năm 2026. Trong khi đó, giới thạo tin ở Nhà Đỏ thì khẳng định Tổng Trọng muốn Vương Đình Huệ, trùm phe Nghệ An, sẽ kế nhiệm ông, còn Võ Văn Thưởng là thằng không cha, không mẹ, thường chỉ dùng làm đồ chơi mà thôi, chứ làm sao cho ngồi chiếc ghế rồng. Trong khi đó có tin các cựu quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ở miền Nam vừa mới tụ nghĩa tại An Giang, quyết định đưa Võ Văn Thưởng, người mang trong mình ba dòng máu Bắc, Trung, Nam, sẽ làm ứng viên cho chức Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14. Thế là lại có chuyện vui về một mất một còn giữa ông Huệ và Thưởng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin trước Hội nghị Trung ương 8, vì sao Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn chưa được yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de